chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bác thợ xây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ bác lái đò. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ bác sửa xe. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhá. Đầu tiên mình sẽ bỏ vàng nha. Mọi người ơi, đây là màu đầu tiên của mình, màu vàng nha. Các bạn ơi, màu đầu tiên của mình là màu vàng. Tiếp theo là mình sẽ sổ màu xanh lá mạ nha. Mọi người ơi, đây là phần thứ hai của mình, màu xanh lá mạ nha. Mọi người ơi, xanh lá mạ của mình này, đây là màu thứ hai của mình, xanh lá mạ nha. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ. Màu đỏ của mình này, đây là màu thứ ba của mình, màu đỏ nha. Các bạn ơi, màu thứ ba của mình màu đỏ ạ. Giờ mình sẽ chọn màu đen. Mọi người ở đây nha. Mọi người ở đây, đây phần màu đen của mình. Phần màu đen của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha.
Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ buộc hai đầu lại với nhau nha. Mình trang trí nốt cho phòng của mình nha mọi người. Chiếc phòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, chiếc phòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là chiếc phòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.